Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn pin con Adrobe V3. Rồi, thì cái tết nay mình đã chuẩn bị sẵn. Welcome to OpenTX. Thì bạn nào chơi những dòng tết mới hoặc sống sống asset á, thì các bạn chỉ có lựa chọn duy nhất là D16 thôi á. Thì bạn phải gắm con này trong beta mình chọn về là FR Sky X. Còn những bạn nào mà chơi tết cũ hơn thì có thể chọn D8. Rồi sau khi cấp nguồn cho cái máy bay, các bạn bấm vào cái nút này, đây này, bấm vào cái nút kế bên cái đèn á, thì các bạn để ý cái nút đỏ bên đây nó sẽ chớp nhanh như thế này, thấy không? Cái nút đỏ này nó sẽ chớp nhanh, nghĩa là nó đang ở trạng thái pin, còn trước khi bấm thì nó sẽ chớp chậm. Rồi con máy bay mình đã hồi nãy là mình quay một mình nên mình phải bấm trước. Rồi rồi cái test bắt đầu, mình sẽ chọn D16, chọn pin, chọn 16 telemetry ha. Rồi chuẩn bị mình bấm nè, thì cái đèn đây nó sẽ chớp chậm lại nè. Đó, các bạn thấy là sau khi pin thành công thì cái đèn đây nó sẽ chớp chậm lại, đúng không? Rồi thì ở đây mình bấm thoát ra là ở đây mình đã thấy cái nhận sóng rồi nè. Rồi còn để nhận thì mình chỉ cần rút pin. Rồi các bạn nghe telemetry lost không? Bây giờ mình sẽ cắm pin vô lại nè. Cắm pin vô lại. Thì trên test đã báo là telemetry recovered và cái đèn bên đây nó đã sáng đứng màu đỏ luôn. Thì lúc này nó đã pin thành công.